chào quý vị và các bạn. Rét cuối mùa nên thường không kéo dài. Hôm nay không khí lạnh bắt đầu suy yếu nên ở miền Bắc chuyển nắng ấm trở lại. Nhiệt độ tăng lên, cao nhất phổ biến trong khoảng từ 22 cho tới 26 độ. Khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Dự báo từ ngày mai nền nhiệt sẽ còn tiếp tục tăng thêm, trời ấm áp rõ với mức nhiệt lên đến 24 cho tới 27 độ, có nơi cao hơn. Lưu ý khoảng chiều tối ngày 15 sang đến ngày 16 tháng 3, vùng hội tụ gió trên cao xuất hiện nên khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Người dân khi lưu thông cần chú ý đề phòng đường trơn trượt, đặc biệt là các cung đường, góc cua, khuất tầm nhìn. Với thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay trời còn rét nhẹ, đến trưa chiều trời nắng nên trời ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên ngưỡng 26 độ. Tối và đêm nhiệt độ lại giảm về ngưỡng rét nhẹ, thấp nhất trong khoảng là 19 độ. Ở miền Trung hôm nay, mưa vẫn còn xảy ra rải rác ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên với lượng mưa nhỏ. Còn lại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An hay là khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận đều có nắng ấm. Nhiệt độ cũng có xu thế tăng dần. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ là từ 23 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ là từ 25 cho tới 28 độ. Khu vực Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận trời nắng ráo nên mức nhiệt dao động từ 29 đến 30 độ. Với thành phố Đà Nẵng, hôm nay vẫn có mưa nắng gián đoạn trong ngày. Tuy nhiên lượng mưa nhỏ không quá 5mm nên cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến các hoạt động của người dân. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng là từ 22 cho tới 27 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới chưa có dấu hiệu gì của mưa trái mùa, nên thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, ban ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 27 đến 32 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 35 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay trời có nắng sớm, nắng mạnh khiến cho nhiệt độ tăng nhanh. Cao nhất trưa chiều nay sẽ là khoảng 34 độ. Nhìn chung thời tiết nắng ráo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên quý vị lưu ý không nên ra ngoài trời nắng trong khoảng thời gian từ 12 cho tới 14 giờ vì lúc này chỉ số tia UV ở mức cao trong khoảng từ 10 cho tới 11, rất nguy hại cho sức khỏe. Kết lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!